Bên Ngọc Quang tầm này đang là 12 giờ trưa rồi, nhưng anh em vẫn cứ đóng hàng đến 11 giờ 48. Anh em cũng phải tranh thủ đóng những cái cặp loa BMB loa lời, phải nói là cực kỳ là chất nhé, siêu lời. Mã là 210, dòng loa bãi. Nói chung là dòng này bên em chuyển rất nhiều trong sáng ngày nay. Đây là thêm một cặp nữa này, chuyển về cho các bác ở Thái Bình này, Thái Bình nhá. Đấy, còn những cặp kia là chuyển về cho bác ở Hải Dương này, gửi theo bưu điện này. Đấy, và bên ngoài kia về cho bác khách ở Hà Tĩnh. Đấy, bác khách đã chuyển tiền cho em. Và lại đặc biệt lại về thêm được một cặp, em lại mới về thêm được cặp 252V này. Đấy, rất là đẹp nhá các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn đấy. Thì bên em tuyển hàng rất là kỹ. Đấy, cực kỳ là xuất sắc. Đấy, anh em tranh thủ giờ này đấy, đã đang xong nốt những cặp toàn lời để chuyển đi cho các bác cho kịp giờ. Và ấn tượng nhất là em lại giới thiệu với các bác vừa về thêm được hơn 10 cặp. Và dòng loa này là BK, vâng, thương hiệu Nhật Bản nhá. Dòng loa phải nói là rất là nổi tiếng, nó ngang ngửa với cả BMB. Vâng, tất cả các sản phẩm loa làm như Ngọc Quang đã thông báo đứng đầu đó là BMB. Đấy, còn loa Boss thì nó là của Mỹ rồi. Còn đứng đầu trên dòng loa trên thị trường loa làm thì phải nói đến BMB thì luôn luôn được đứng đầu. Và BMB thì bên Ngọc Quang lúc sáng giờ thì cũng chuyển đi rất nhiều những cặp 450V và 450C, được các bác đánh giá rất là cao và chuyển đi qua rất là nhiều trong sáng ngày hôm nay rồi. Thì sáng nay anh em này về được hơn 10 cặp BK này. BK này thì nói về chất âm nó cũng gọi là đàn em của BMB một chút thôi, nhưng không có một trừ BMB thì không có những dòng nào để dám so sánh với cái sản phẩm này. Dù rằng rất nhiều sản phẩm khác họ được sử dụng 1325 và 4 loa tép hoặc 6 loa tép, nhưng chất âm và chất lượng giá trị cũng không thể nào so được với BK đâu các bác nhá. Đấy, Ngọc Quang nói rất rõ, phân tích rất sâu về sản phẩm BK này rồi. Vâng, tại sao bên Ngọc Quang luôn luôn chú trọng đến những sản phẩm nó chất lượng. Và bây giờ các bác mua hàng cũng nghiên cứu rất là kỹ, chứ không phải là sản phẩm gì các bác cũng mua. Và các bác mua hàng cũng lên nghiên cứu kỹ, lên mua những sản phẩm gì đỡ phải thay đổi. Và em cũng rất mong muốn được các bác ủng hộ kênh và theo dõi kênh của Ngọc Quang để cùng đồng hành và am hiểu sâu thêm về những sản phẩm loa cao kê và loa nghe nhạc trong gia đình mình. Vâng, để mua đỡ phải mua nhiều lần và các bác cũng mất tiền oan. Nhiều khi các bác mua những sản phẩm nó thương hiệu nó không nổi tiếng này, chất lượng của nó không thể là bằng những cái sản phẩm nó nổi tiếng và được đánh giá trên toàn thế giới và được toàn cầu công nhận, thì các bác mới yên tâm và thực sự nó là xứng đáng với đồng tiền bát gạo đấy. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.